thủy sư đô đốc Akenu, hải quân tàn bạo nhất, sức mạnh sánh ngang tứ hoàng. Xin chào tất cả anh em, chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Nhắc tới những nhân vật được yêu thích nhất trong One Piece, ta có thể kể đến như Luffy, Zoro hay Sanji và còn rất nhiều nhân vật khác. Nhưng khi nhắc đến nhân vật bị ghét nhiều nhất, mình xin dành một vé cho chó đỏ Akenu. Không phải lông đen, chính chó đỏ mới là kẻ bị anti nhiều nhất bởi hắn đã giết Ace và gây ra vết thương trầm trọng cho cố tứ hoàng dâu trắng. Cú đấm của chó đỏ mới là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho bố già. mất nửa khuôn mặt sớm muộn cũng chết mà anh em. tuy độc ác và tàn bạo nhưng ta không thể phủ nhận sức mạnh to lớn của nhân vật này. không phải Kong hay Sekoku mà Akener mới là kẻ đem hải quân đến thời kỳ mạnh nhất. nào, hôm nay anh em hãy cùng mình tìm hiểu tất tần tật, tật về chó đỏ, loài kê tơ ngon nhất. à ý mình là tân thủy sư Akener nhân vật nguy hiểm nhất phải hải quân. về tiểu sử. Sakazaki từng được biết đến với biệt danh đô đốc Akener hiện tại giữ chức thủy sư đô đốc hải quân kế nhiệm Sengoku. Ông sinh ngày 16 tháng 8 và hiện 55 tuổi. Trong vai vở khảo tiết lộ, Akane được sinh ra ở vùng biển xanh. Cách thiết kế nhân vật này được Oda lấy ý tưởng từ diễn viên quả cố nổi tiếng của Nhật Bản là Bunta Sugawara. Ngày sinh của Sakazuki cũng dựa trên ngày sinh của cố diễn viên. Về biệt danh của Akane được lấy từ truyền thuyết về cậu bé quả đào Momotaro. Cậu bé cùng những người bạn đồng hành là chim, chó và đã cùng nhau đi diệt quỷ. Akane được Robin nhắc đến lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ về Aokiji ở chap 319 và chính thức xuất hiện ở chapter 397. Trong SBS tập 65, Sakazuki lúc nhỏ đã sống rất khó khăn, vì vậy ông ta đã có một tính cách nghiệt ngã và chấp nhận về công lý thể hiện trên chiếc mũ ảnh tà đội. Akinu gia nhập hải quân năm 23 tuổi cùng với Bosalino, lúc này 26 tuổi. Trong phần mô vị tiết lộ, họ là học trò của cựu đô đốc Zephyr. Trước khi thăng chức làm đô đốc Akinu, ông được biết đến là phó đô đốc Sakazuki và có góp mặt trong sự kiện Ohara 22 năm trước. Trong chapter 397, Sakazuki ra lệnh phá hủy một con tàu di sản của dân thường và hải quân, tuyên bố rằng hòn đảo cần phải bị phá hủy trong trường hợp một học giả trốn thoát và lẻn được lên tàu. Sau vụ việc đó, Sakazuki được thăng cấp lên đô đốc và có biệt danh là Akenu. Hai năm trước tại Marineford, nơi diễn ra cuộc chiến thượng đỉnh giữa hải quân và băng dâu trắng, khi trận chiến bắt đầu, bố già đã đấm một cú chấn động về phía đài hành hình. Lúc này, ba đô đốc đã đứng ra chặn sóng xung kích ấy. Sau đó, chó đỏ đã thể hiện sức mạnh của mình với một cú đấm dùng nhằm có thể phá hủy cả tảng băng lớn và bồi thêm cả một cơn mưa thiên thạch tấn công hải tặc đồng minh. Hắn cũng sử dụng mưu hèn kế bẩn kích động Squad, một đứa con của dâu trắng, nhằm chia rẽ bọn họ, cùng lòng căm hận đối với vua hải tặc của mình. Ngay sau đó Squad đã tin lời của Akenu và đâm bố già một nhát. Nhưng bố, đúng là bố, bố thể hiện tình cảm của bố và tha cho thằng con của bố. Về sau, khi Lu thể hiện đẳng cấp nhân vật chính, bộc phát Haki đế vương, khè tất cả mọi người, sự chú ý của Sakazaki Và vào ánh mắt của Lù, Hắn xem Luffy là kẻ cần bị tiêu diệt bởi cái phẩm chất cùng gia phả nhà họ khỉ là rất nguy hiểm. Sau khi giải cứu được Ace, tất cả thuyền viên lẫn đồng minh của dâu trắng đều rút lui. Akenu đã cố gắng ngăn cản điều đó xảy ra và đọ sức với tứ hoàng dâu trắng. Tất nhiên về trình thì chó đỏ không thể sánh được với người đàn ông mạnh nhất thế giới, chỉ có thể diễn tả bằng một từ, non. Sau đó hắn ta chuyển sang võ mồm, dùng lời lẽ cay độc miệt thị dâu trắng để khiêu khích hỏa quyền. Chuyện sau đó xảy ra với Ace thì anh em cũng biết rồi, tránh nhắc lại làm anh em đau buồn. Tức giận trước cái chết của thằng con, dâu trắng đã bón hành cho Akenu không thương tiếc. Những tưởng chó đỏ đã lên rìa khi rớt xuống vực, nhưng đẳng cấp giống loài pitbull không cho phép hắn ta tử trận. Akenu sau đó tiếp tục truy sát Luffy và các hải tặc khác. May là băng hải tặc tóc đỏ kịp thời đến kết thúc trận chiến. Ngay lúc đô đốc Akenu định tiễn cậu hải quân trẻ Kobe đi ngắm cả khỏa thân. Trong time skip, Akenu và Aokiji cùng nhau càng bang tại Pangazat nhằm giành chức vị thủy sư đô đốc kế nhiệm Sengoku. Trận chiến của họ đã kéo dài 10 ngày 10 đêm, khiến cả hòn đảo trở thành hai bên nóng và lạnh vĩnh viễn cuối cùng Aokiji thì thua trận tuy được tha mạng nhưng mất đi một chân còn Akinu giành chiến thắng với vô số vết thương và trở thành kẻ đứng đầu của hải quân hắn sau đó bành trướng thế lực chứng tỏ số máu liều vô cực khi đem cả cái tổng bộ đặt tại tân thế giới đồng thời cho mộ hai tên đô đốc là hổ tím và lục ngưu hải quân chính thức bước lên thời kỳ mạnh nhất cuối vòng công red rosa ta thấy Akinu xuất hiện khi đấu võ mồm với hổ tím và ngô lão tinh khi nhận tin hai tứ hoàng bích cai liên minh kisaru đã có ý định đến quan quốc nhưng bị sakazuki ngăn cản vì hải quân đã tổn thất lực lượng sau khi chạm trán với quân cách mạng. Về ngoại hình, Akinu là người đàn ông trung niên, rất cao lớn và cơ bắp. Ông cao 3m60, chiều cao khá tương đương với các đồ đốc khác, với khuôn mặt vuông và mái tóc đen ngắn. Chó đỏ thường đội một chiếc mũ lưỡi chai tiêu chuẩn của hải quân và mặc một bộ vest màu đỏ, được trang trí bằng một bông hoa hồng trên chiếc khuy áo bên trái. Không giống như nhiều hải quân cao cấp khác, Sakazuki không đeo cà vạt, mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi có họa tiết hoa màu đỏ nhạt, không cài cúc để lộ hình xăm. Akinu cũng đeo găng tay đen và giày đen. Hình xăm của ông có các cạnh hình ngọn lửa được lồng ghép với những bông hoa. Nó kéo dài từ vai trái đến hông, bao phủ một phần lưng. Vị đô đốc này còn có một hình xăm khác, nhỏ hơn với hình dạng một thanh kiếm ở bắp tay phải. Điều này được tiết lộ ở trong trang bìa chap 592. Trong anime, mắt của Sakazuki có màu nâu và điều này cũng được thể hiện trong một bức vẽ màu của Oda. Thời trẻ Sakazuki mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ với quần haki và thắt lưng màu vàng cam buộc lỏng cùng một đôi giày thể thao màu đỏ sakazuki cũng mang một thanh katana trên lưng khi còn là một đứa trẻ ông mặc quần áo rách nát và mang theo một con dao găm đội một chiếc mũ lưỡi chai giống với chiếc mũ lưỡi chai của hải quân sau trận chiến căng thẳng với aokiji tại pangazat bên phải cổ và mặt của sakazuki bị một vết sẹo sau khi được thăng chức ông cũng thay bộ đồ màu đỏ đặc trưng của mình bằng bộ đồ màu trắng tương tự như bộ đồ mà Sengoku đã mặc khi còn là đô đốc hàm đội Akinu vẫn mặc cùng một chiếc áo sơ mi họa tiết hoa bên dưới và không còn đeo găng tay đen đặc trưng ông cũng đội trực mũ thủy quân lục chiến quen thuộc. Về tính cách, Thủy sư Đô đốc Agener là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực, người cố gắng hoàn thành tốt công việc, củng cố quyền lực và sức mạnh của hải quân. Ông ta còn là một người kiên định, tin tưởng vào công lý tuyệt đối và tàn nhẫn trong việc duy trì nó. Sakazuki ít thể hiện lòng thương xót đối với bất cứ ai và bất cứ điều gì. Đối với Akener, những hải tặc xấu xa bằng mọi giá phải bị tiêu diệt, bất chấp có là tư Hoàng hay Shichibukai thì công toàn là những tên hải tặc đều cáng và cần phải loại bỏ. Akener có tính cách nghiêm nghị, sự nghiêm túc đến chết người, dữ tợn, vô cảm và là người tàn nhẫn nhất trong số các hải quân cấp cao. Sự tàn bạo của chó đỏ được thể hiện trong trận chiến thượng đỉnh khi Akener bắt gặp một sĩ quan hải quân đang chạy trốn khỏi trận chiến vì không muốn chết. Ngay sau đó, chó đỏ đã hành quyết viên sĩ quan này vì sự hèn nhát của anh. Hay khi Kobie ngăn cản Akener tiếp tục đánh giết và nói lên những tiếng lòng của những hải quân đang mệt mỏi. Sakazuki ngay lúc đó cũng muốn xử lý cả Kobie để thực thi công lý của mình, chó đỏ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường. Niềm tin của Akainu đã khiến ông đi xa đến mức phá hủy một con tàu tị nạn chở đầy người vô tội và hải quân chỉ vì khả năng nhỏ là một học giả có thể trốn trên tàu. Chính sự cực đoan ấy đã khiến Aokiji rời bỏ hải quân vì ông không muốn làm việc dưới trướng chó đỏ. Tóm lại chúng ta có thể tóm tắt tính cách của Akainu trong một câu: cực đoan, tàn bạo và cố chấp. Tuy nhiên tờ thích One Piece có một nhân vật như thế này anh em ạ, vì nó miêu tả rõ nét sự đối lập của con người tốt xấu, sự cố chấp độc tài và tư tưởng bình đẳng. Những thứ này sẽ tạo ra chiến tranh, cuộc chiến mạnh nhãn nhất mà anh em chúng ta đã mong chờ hơn 20 năm qua. Hãy sắt cánh cùng báo tớ để theo dõi trận chiến cuối cùng nhé. Quyền hành và sức mạnh Cương vị thủy sư đô đốc có quyền hành với toàn bộ hải quân và có thể là cả vũ khí mới SSG. Lực lượng quân sự dưới trướng Akinu là vô cùng hùng hậu. Để quản lý tất cả, chó đỏ chắc hẳn phải có tài thao lược cực kỳ ghê gớm. Hãy nhìn vào cựu thủy sư Sengoku sẽ thấy Ông ta là thiên tài quân sự, là huyền thoại sống của hải quân, nhưng phải đến thời Sakazuki, hải quân mới được xem là hùng mạnh nhất. Riêng điều này đã chứng minh tài quân sự của chó đỏ không hề kém Phật vàng. Với tư cách là thủy sư hạm đội, người được xem là mạnh nhất hải quân đương thời, vì Sengoku và Cap đã về hưu, nên Sakazuki là một trong những nhân vật mạnh nhất của phe chính phủ, khiến cho nhiều hải tặc phải e sợ khi nghe đến uy danh của chó đỏ. Sức mạnh của Akane chưa tham skip, anh em đã chứng kiến quá rõ. Ông ta chắc chắn là MVP của trận Marineford khi đã thương dầu trắng giết chết Ace. Thậm chí là sau trận chiến, dâu đen đã đòi hải quân mang đến một chiếc thuyền đổi lấy cô nàng hải tặc tân tích bọn này. Hải quân Sino và Akenu đứng trên một chiếc thuyền đi đến hòn đảo nơi dâu đen đang đứng. Van Auker thấy chó đỏ từ xa, lập tức báo cho lông đen để cả băng chạy trốn. Sức mạnh thể chất của Sakazuki là vô cùng lớn, đủ để đối đầu với người đàn ông mạnh nhất thế giới trong một khoảng thời gian, thậm chí dùng chân để chặn đại đao của bố già. Ngoài ra chó đỏ còn có sức chịu đựng rất bền bỉ. Ví dụ rõ nhất cho chúng ta thấy là chó đỏ đã trực tiếp hai cú chấn động của bố già. Đòn thứ nhất thủng cả mặt đất, đòn thứ hai đủ mạnh để chia đôi hoàng đảo. Khi bị ăn hành như vậy mà Sakazaki chỉ ho ra vài ngụm máu và nhanh chóng lấy lại ý thức, tiếp tục truy đuổi Luffy và những hải tặc khác. Có lẽ Akainu đang tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng. Một ví dụ khác cho sức bền bỉ của Akainu đó là trận đối đầu với đồ đốc Aokiji trong 10 ngày 10 đêm. Không ăn không nghỉ nên nhớ hai ông thần này ăn trái lô ra nên sẽ chỉ dựa vào thể chất thuần túy chứ không thể được hồi phục như hệ doan. Ngoài ra vị tân thủy sư cũng có tốc độ và phản xạ đáng nể. Trong trận 978 khi Chimbe đưa Luffy trốn thoát, Akainu đã lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh và đã đánh xuyên qua người Chimbe, chứng minh tốc độ của vị cựu đô đốc này. Sakazuki đã ăn trái Makemakonomi, một trái ác quỷ hệ Loza, cho phép ông ta điều khiển và biến đổi cơ thể thành dung nham. Năng lực này được cho là nhỉnh hơn năng lực lửa của Ace một bậc vì chó đỏ đã dùng magma thiêu cháy cả lửa của hỏa quyền đem lại án tử cho anh chàng tuy nhiên nham thạch vẫn không thể gây sát thương cho lửa của phượng ma cô. phong cách của akenu khi chiến đấu là chuyển đổi tay thành dung nham để đấm đối thủ đây cũng được coi là cú đấm mạnh nhất one piece hiện tại trong trận chiến thượng đỉnh khi jose ném tảng băng về phía hải quân chỉ bằng một cú đấm dung nham akenu đã làm tảng băng vỡ ra và bốc hơi một cách nhanh chóng hơn thế chó đỏ có thể tung ra nhiều nắm đấm dung nham về phía kẻ thù ở tầm xa như một loạt cơn mưa thiên thạch mình nghĩ Akener chắc chắn đã thức tỉnh được trái ác quỷ Magu, vì cũng như Aokiji, chó đỏ đã làm thay đổi thời tiết ở Pang vĩnh viễn. Còn về phần Haki, trong chap 594, tiến sĩ Fish Bonen nói rằng Haki và sức mạnh mà tất cả các phó đô đốc trở lên đều sử dụng được, thì với chức thủy sư hạm đội, tất nhiên Sakazuki có Haki rồi anh em ạ. Trong trận chiến thượng đỉnh, Sakazuki đã sử dụng Haki vũ trang cấp cao để chặn và phân tán một sóng xung kích từ cú đấm của tướng hoàng dâu trắng. Theo thông tin từ Viver Cup, Sakazuki sở hữu Haki quan sát và mình tin Tân Thủy Sư đã đạt đến mức nhìn thấy tương lai. Bằng chứng là khi Marco và Vista dùng Haki tấn công chó đỏ, ông đã đoán trước và phân tách cơ thể để né đòn. Còn về Haki Bá Vương, chưa có bằng chứng nào chứng minh Akenu có nó. Mình cũng tạm thời không dự đoán về vấn đề này vì nó thường gây gua. Nhưng mà công tâm thì mình cũng muốn chó đỏ của Haki Bá Vương để trận tái đấu với lù sẽ kịch tính hơn. Tóm gọn lại thì Akenu có thể chất phi thường, trá quỷ mạnh mẽ đã thức tỉnh. Haki Vũ Trang và Haki Quan Sát đạt đẳng cấp cao nhất. Cùng với đó là kinh nghiệm dày dặn sau bao nhiêu năm tháng ăn nằm ở các cấp bậc hải quân. Để đánh giá sức mạnh của vị tân thủy sư ở thời điểm hiện tại, mình sẽ lấy tứ hoàng làm thang điểm 10. Theo đó Akenu có thể đạt 9,5 đến 9,75 so với tứ hoàng. Hắn sẽ yếu hơn một chút so với cựu thủy sư Segoku ở thời đỉnh cao, nhưng sẽ nguy hiểm hơn Phật vàng rất nhiều vì khác với Sen, chó đỏ rất tàn nhẫn và máu chiến. Vai trò trong tương lai. Tiếp theo là về vai trò của thủy sư Sakazuki. Tuy nhiên vai trò của nhân vật này là làm nền cho nhân vật chính chứ còn gì nữa. Được thôi, mình tin rằng Akinu sẽ là đối thủ gần cuối mà Luffy phải đánh bại. Họ sẽ tái đấu trong trận chiến lật đổ chính quyền thế giới. Hiện tại thì mình tên Luffy đã tiềm cận với aken nhưng để giết hắn trả thù cho Ace thì là điều rất khó khăn. Chó đỏ bây giờ là thủy sư đô đốc hải quân, nắm trong tay lực lượng quân sự ăn đứt tứ hoàng. Nhưng việc hạ hắn còn khó hơn cả hạ cái đồ. Khiêu chiến với hắn khác gì đối đầu với cả chính phủ. Mà để làm được điều đó, Luffy cần bình địa giữa hải tặc, tức là phải hạ bệ các tứ hoàng để tìm ra One Piece. Cùng với đó là tranh thủ sự ủng hộ của nhiều quốc gia và liên minh với quân cách mạng để tấn công vào thánh địa của bọn Long Tinh. Có nhiều anh em cho rằng Tich Long Đen mới là đối thủ cuối cùng của Luffy. Nhiều đa không dễ đoán đâu anh em ạ. Không phải tự nhiên ấy, mà tác giả lại tạo ra cả một lịch sử dài 800 năm cho chính phủ thế giới. Có thể phe lật đổ chính phủ gồm bằng mũ rơm, quân cách mạng cùng các đồng minh khác sẽ chiến với bằng râu đen và cả chính phủ. Đây là một trận hỗn chiến giữa ba thế lực tương tự như thời Tam Quốc. Mình tin trận chiến này sẽ nổ ra tại Thánh địa Thiên Long, nơi ẩn chứa rất nhiều bí mật của thế giới và ở đây Lu sẽ hạ Akenu, kết thúc ân oán hai năm trước. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là giả thuyết và chỉ để tham khảo, có thể đúng hoặc có thể sai. Vì có phượt thủ nào bẻ lái bằng Thánh Oda đâu anh em. Mọi thứ phải chờ Oda thôi anh em ạ. Và trên đây là tất tật tật về tần thủy sư Sakazuki và những nhận định của bọn mình xoay quanh nhân vật này. Và cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồ Sơ One Piece. Bye bye!